bên tay phải là quán ăn cua Một Càng á, nổi tiếng á, góc Phạm Văn Hai, Bùi Thị Xuân. Vừa Tết nè, phát tài phát lộc, ta khắc lên chim tuyến vào đẹp. Đường Hoàng Văn Thụ á, rất là nhiều cửa hàng bán lan tấp nập luôn á. Quá nhiều luôn á. Bên kia là công viên Hoàng Văn Thụ, bán tắc với lại đào, đang rất là nhiều cửa bên trong. Đó là chợ hoa luôn á. Tân Bình. Ở đây hiện tại vẫn còn là quận Tân Bình. Đây phía bên ngoài chợ công viên Hoàng Văn Thụ á, người ta bày bán rất là nhiều. Thì ở phía bên trong công viên Hoàng Văn Thụ á, nếu mà người nào muốn mua cây á thì người ta phải gửi xe người ta đi vào. À, chứ người ta không có chạy xe ngang mà người ta ngang đường mà người ta mua được. Đó cũng là một cái bất tiện của cái chợ hoa của công viên Hoàng Văn Thụ á. Thế thì đa số ở Việt Nam chúng ta đó thì ta chạy thích chạy xe gắn máy ai thấy ngoài đường ghé thì ta tấp ngang ta mua thôi. Chứ cũng ngại mà cái dạng gửi xe ngoài mà đi vào trong mà mua. Nên cái chợ hoa mình này bán cũng không có đắt lắm. Đây, phía hai bên của công viên đó thì người ta bán và khách rất là tấp nập ha. Khách người ta ghé mua ngoài rất là tấp nập ha. Đây, chúng ta đang ở đường Hoàng Minh Giám á. Ta vào xem chợ hoa công viên Gò Vấp á, là của gia đình chứ ha. Gò Vấp. Viên này rất là lớn nên cũng chợ. Ngoài ta vừa vô vào bên trong rất là rộng phía bên trong. Thì ở đây bán thì phải cho xe gắn máy vào á thì người ta mới mua được nhiều. Còn bán mà không cho xe gắn máy vào thì cũng ít người người ta mua vào người ta mua. Rộng lớn à. Có một số mặt hàng như thế này đó ha. Mai rồi đào, hoa vậy thôi chứ không có gì nhiều. Chợ này rất là lớn. Mai chiếc thủy là đẹp đó.